đứng lên là cho to có 59 tuổi, tính rồi khó thở tăng lên ngày thứ hai. Khoảng 2 tháng trước đây, bệnh nhân xuất hiện cơn khó thở chậm hơn một chút, liền mạch nhưng chậm hơn chút. Cơn khó thở thành cơn hay xảy ra về đêm và gần sáng, tăng lên khi làm việc gắng sức như là leo qua tầng cầu thang hoặc bê vác vật nặng, giảm đi khi bệnh nhân nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng hoặc là ngồi dần. Trong cơn khó thở, bệnh nhân có tím môi nhẹ, không thở rít, không có cổ, nhập viện và điều trị tại khoa nội 4 bệnh viện Việt Tiệp. Sau 10 ngày điều trị thì tình trạng khó thở ổn định, bệnh nhân được cho ra viện và được kê thuốc ngừng theo đơn. Nhưng hai ngày trước khi vào viện lần này, bệnh nhân lại thấy khó thở tăng lên, khó thở cả ngày, cả lúc nghỉ ngơi, khó thở hai thì, khó thở nhiều hơn lúc gần đêm và sáng, tăng lên khi bệnh nhân nằm, gắng sức và hít sâu, giảm khi ngồi dậy, nghỉ ngơi, khó thở liên tục, có những cơn trội lên, mỗi cơn kéo dài khoảng 5-7 phút. Trong cơn khó thở, bệnh nhân có tím môi nhẹ, không tím đầu chi. Cùng với khó thở, bệnh nhân xuất hiện đau ngực, đau cả hai bên ngực, đau nhiều hơn ở bên phải, đau không lan, cảm giác nặng tức, đau âm ỉ từng cơn, mỗi cơn kéo dài khoảng 5 phút, mức độ đau 3-4 điểm trên 10. Đau tăng lên khi bệnh nhân hít sâu hoặc khó thở tăng lên, không tìm thấy tư thế giảm đau. Đau xuất hiện và giảm bớt cùng với cơn khó thở tăng lên. Kèm theo bệnh nhân có ho khan, ho khi đợt thay đổi tư thế, bệnh nhân có hồi hộp và bệnh nhân có hồi hộp cũng ngực, không thiểu ngất, không sốt, không vã mồ hôi, không đau đầu, không thắc mắc chóng mặt, không nôn buồn nôn, không ớ hở chua, không nuốt nghẹn, không khàn tiếng, không đau bụng, tiểu tiện 1 lít trên 24 giờ, nước tiểu vào trong, không tiểu bút tiểu tắc, đại tiện bình thường, ở nhà chưa được xử trí gì, vào viện ạ. Các xin mời các bạn cho ý kiến. À, các bạn còn đọc cái gì còn bình thường không ạ? Hết rồi đi ạ. Nào, xin mời các bạn cho ý kiến. Các thông tin bạn đã cung cấp thông qua việc phần hỏi bệnh thì các bạn đã đủ chưa? Có thiếu gì không và có cần bổ sung gì hay không? Hoặc xin mời ý kiến các bạn. Chúng ta có thể nhận xét là đủ, không cần phải bổ sung gì. Hoặc là thiếu, hoặc cần làm rõ, hoặc bản thân các bạn làm rõ. À, xin mời các bạn. Xin mời ý kiến của các bạn nào. Chào nhé. Chào, xin mời các bạn nhận xét về ý kiến của phần lịch sử của bạn đã làm. Bạn đã hỏi các triệu chứng thế đủ chưa? Có thiếu gì không? Cần làm rõ cái gì không? Làm nhanh đấy ạ. Bạn xin mời ý kiến của bạn nào. Vâng. Các bạn thì cần hỏi xem có những cái triệu chứng của lần thứ hai trên dưới không, đúng không ạ? Vâng, các bạn đến, xin mời bạn ngồi xuống. Bạn khác ạ? Các nhận xét của bạn khác hoặc bổ sung gì thêm, mời bạn bổ sung hoặc bạn. Thế còn các chủ khác và chính khác thì các bạn thì sao ạ? Vâng, thế vậy thì trong khi chúng ta phản hồi ấy, thì đầu tiên ta phải nói là người ta đã khai thác đủ rồi, chỉ còn thiếu triệu chứng này, triệu chứng kia. Vậy nếu không, người ta không biết là bạn ấy đang làm đủ các triệu chứng khác chưa? Đúng không ạ? Vậy theo bạn thì các triệu chứng là đủ, chỉ còn bổ sung thêm là đau vùng gan nữa đi ạ. Rồi, xin mời ý kiến khác. Xin mời ý kiến khác. Nào nghe ạ. Ý kiến các bạn khác thì sao? Với cái phần lịch sử này các bạn đã đủ thông tin chưa? Còn làm rõ gì thêm không? Nào. À, xin mời bạn ạ. Bạn vừa có nói là bệnh nhân đợt này thì người ta khó thở và ảnh hưởng rất đến cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân. Vâng. Xin mời người khác ạ. Nào, các có nhận xét gì thêm không ạ? Chúng ta có thể nhận xét cả những tích cực lẫn tích không lẫn điểm mà chúng ta cần phải khắc phục, rồi là phải làm rõ hơn. Em thưa thầy là em muốn hỏi rõ thêm một cái phần điều trị ở quận 4 của bạn thì chưa nêu được là ở quận 4 thì chẩn đoán gì và những điều trị như thế nào thì có cái phần đấy em muốn hỏi rõ hơn. Chắc bạn đã khai thác rõ chưa đấy, còn những cái phần khác thì em thấy bạn khai thác tương đối đầy đủ rồi. Vâng, những phần khác theo bạn thì tương đầy đủ rồi, bạn cần làm rõ thêm cái điều trị ở quận 4 và một số.
À, xin mời bạn để trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bệnh nhân có nặng vùng chi hoặc đau vùng gan không ạ? Không có, chúng ta sẽ đưa cái dòng triệu chứng ở ngoài ra, nhưng không có triệu chứng này, triệu chứng kia. Cái thứ hai, cái điều trị ở khoa 14 thì họ có biết rõ chẩn đoán điều trị không ạ? Vấn đề là được chẩn đoán là suy tim do nhập ăn, động mạch chủ và một cái hai lá. Đấy là khoa 14 mà người ta biết là như thế à? Vâng, biết vào cái đơn thuốc như khi mà như vậy. Và cái quá trình điều trị bệnh nhân thì nó có ổn đi, sau đó về nhà nó tăng lên. Vâng. Vâng, đấy là cái mà bạn như vậy. Xin mời các bạn khác có ai có ý kiến thêm phần này không ạ? Với bệnh nhân này vào viện chính, người ta trước đấy người ta đã từng có khó thở rồi. Ban đầu nó khó thở đến cơn, và khi bệnh nhân bị động nặng ấy, đúng không ạ? Và dần dần mới tăng dần mức độ lên, đến lúc bệnh nhân khó thở liên tục. Bệnh nhân điều trị một đợt ở bệnh viện, nhưng nó về thì có ổn, nhưng sau đó về 2 ngày sau thì tình trạng khó thở lại nặng trở lại, kèm theo các triệu chứng đau ngực như bạn đã mô tả, đúng không ạ? Các triệu chứng khác thì cũng có ho khan, đúng không ạ? Ngoài ra các triệu chứng khác như là ung thư ngực, vân vân, tất cả những thứ khác thì cũng có như này. Chúng ta đã rõ chưa? Vâng, nếu đã rõ rồi thì mời bạn đọc tiếp phần tiền sử. Người tiền sử về bản thân thì có thở ban hai lá, nhập ăn được một chủ 20 năm, phát hiện tại bệnh viện Bạch Mai và chưa điều trị xử lý gì. Bệnh nhân có tiền sử khó thở gắng sức trên 10 năm, không điều trị gì, và bệnh nhân không uống rượu bia, thuốc lá. Ngoài ra thì chưa phát hiện thêm các bệnh lý mãn tính liên quan. Gia đình thì chưa có ai mắc bệnh như vậy. Và tôi muốn hỏi rõ là những bệnh mạng tính liên quan, bạn muốn nói bệnh gì nào để tí tôi nhận xét cho dễ nào. Như đây là bệnh phổi không có gì đâu không ạ? Bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp. Đái tháo đường không, trong huyết áp không. Bệnh thận không. Hết chưa? Ngoài ra thì bệnh nhân chưa phát hiện được tiền sử là dị ứng thuốc hay là ăn khác. Vâng, dị ứng là không có. Bạn lấy kia thì thêm ạ. Thế rồi là xin mời ý kiến khác, các bạn cho rằng cái phần tiền sử này đã đủ để tìm ra chẩn đoán chưa? Nếu đủ rồi, các bạn cho ý kiến rằng đủ rồi, không cần hỏi gì thêm. Còn nếu mà thiếu, thì thiếu cái gì cần bổ sung cái gì, xin mời ý kiến các bạn. Nào nhanh nào. Mà xin mời Duy. Cứ nặng thân để vẫn khá. Nào, bạn đi kia thêm ạ. Nào, xin mời bạn. Em thấy là em muốn hỏi thêm một cái phần tiền sử của bạn thì chưa khai thác cái yếu tố nguyên cơ chẳng, nhưng bệnh nhân ăn nhạt và cái lối sống sinh hoạt của bệnh nhân như thế nào? Vâng. Em muốn bổ sung thêm vào đấy ạ. Khác có ai có ý kiến gì thêm nữa ạ? Nào, xin mời bạn. Xin mời bạn khác có ai còn bổ sung gì nữa? Nói bây giờ mời bạn trả lời câu hỏi liên quan tiền sử nào. Bệnh nhân này bạn nói là bệnh nhân có hẹp van hai lá và hở van đồng chủ, và xin lỗi, hẹp van đồng chủ và hở van hai lá từ 25 và từ 15 nay thì có những cơn khó thở liên tục rồi, đúng không ạ? Bệnh nhân đã nghĩ đợt nào vào viện chưa, hay là chỉ đây là đợt duy nhất bệnh nhân vào viện? Có những hai lần, một lần 14 trước ạ. Vâng, như vậy là chỉ có từ ngày 14 đến giờ người ta vào viện thôi. Cái điều trị khoa 14 thì tao biết không ạ? Bệnh nhân được cho thuốc về là từ đây về là lợi tiểu clozapine, nicoramine và panadol. Rồi, như vậy ở đây có hai cái thuốc lợi tiểu được phối hợp với nhau. Cái thứ hai là bệnh nhân này, bạn trả lời tiếp câu hỏi của các bạn khác. Yếu tố liên quan đến ăn uống sinh hoạt. Thế này là bệnh nhân ăn thì ăn nhạt rồi. Và còn yếu tố sinh hoạt thì hàng ngày bệnh nhân chỉ vận động nhẹ chứ không. Vâng, đấy là toàn bộ những phần mà mình thực sự có ai cần hỏi gì thêm không ạ? Để tí chúng ta phải chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta có hỏi gì thêm không ạ? Ở đây tôi không thấy bạn nào hỏi về những cái bệnh mà nó rất thường gặp có thể dẫn đến suy tim. Nếu ta nghi ngờ về suy tim. Ví dụ cơn đau thắt lưng bệnh vành không các bạn hỏi đến, hay là tim bẩm sinh bạn cũng chưa hỏi đến. Nào bệnh nhân để có những bệnh như vậy không? Bệnh
thầy là ở khoa lớp 4 thì được chẩn đoán là ở ba chúng ta đang nói tiền sử ở ba là nhà ban cho thấp không thấp ạ. Tôi đang hỏi là tiền sử về tim của sinh có không? Đã không ạ. Không có. Tôi đang thức được người mẫu có tim cũng có không? Không ạ. Không có, ta phải đưa thành cái tiền sử âm tính ở đây. Hiểu chưa? Rồi, xin mời đọc sang phần khám bệnh. Thưa thầy khám, đoán thân thì bệnh nhân tính, mẹ tiếp xúc được. Da không xanh, tím hơi nhẹ, phù nhẹ hai chi dưới. Phù trắng, phù mềm mẫn nõn, tuyến giáp không to, hai đứa đi thừa đấy. Mạch 90 đến phút nhịp thở 25, huyết áp 120/70 mmHg. Nặng 47 cân, cao 1m54, BMI 19,8 bình thường, 8 tuần hoàn thì nhóm tim. Nào từ từ đã, bạn cứ chậm trái rồi từ từ, từ phần 1 chúng tôi nhận xét được. Nào, trong một khám toàn thân theo bạn có cần phải bổ sung thông tin gì không, mà có bạn nào bổ sung thông tin gì cho bạn hay không? Có nhân vào việc thì cứ khó, tình trạng khó thở, có bệnh lý van tim, đúng không ạ? Chúng ta đang nghi ngờ khả năng bệnh nhân có suy tim. Vậy thì trong phần khám toàn thân này theo bạn đủ chưa, có cần bổ sung gì thêm không? Các bạn nói rồi, tiền sử thở là 25 lần một phút. Vâng, cảm ơn bạn. Xin mời khác là mời bạn. Em muốn bạn làm rõ cái phần khám có thở ra thì bệnh nhân vào viện có thở. Có thở mức độ gì là có rất cơ hấp. Cơ hấp tính ra cái phần khám phần khám phổi là sao? Có ai có cần phải làm rõ phần khám toàn thân này chứ không? Các khác ạ? Chứ không biết bạn nào đề cập cái chuyện mà mạch bệnh nhân có lạnh đầu chi không? Mạch có nhân nhỏ khó bắt hay không? Ở đây cái tuyến giáp thì hẳn ghi thì nó không nhiều giá trị. Mà những cái dấu hiệu người ta nghi ngờ suy tim hết là đưa vào thì chưa bạn như đấy. Các bạn trả lời với câu hỏi bệnh nhân có triệu chứng hay không ạ? Không có lại đôi khi mà mạch thì lúc em bắt thì nhanh mà không có. Tức là nhanh nhưng mà rõ thì ạ. Vâng, nhanh mà rõ. Thì đấy là cái của bệnh nhân này, phần khám toàn thân. Chúng ta lưu ý là sao ta tập trung khám là phải có chú ý, chứ không phải chúng ta chỉ khám chung chung như đi ba. Mà khám một con khác là. Bây giờ là về tuần hoàn, tổng tim là vòng 20/5, đường dưới đường trái. Điện đập 1.5cm², tim nhịp đều, tần số tim là 94/phút. Có tiếng thổi tâm thu ở mỏm tim, nala, nách và sau lưng. Tiếng thổi tâm thu ở cổ van động mạch chủ. Dấu hiệu Hazard âm tính, Lumil âm tính. Tĩnh mạch thổi không nổi, không có ngón tay dùng trống. Mạch ngoại vi thì mạch ngoại vi hai bên thì mềm mại, rõ và tắt đều nhau. Phần khám toàn khám tim này có bạn nào có bổ sung thêm không? Đi khám bệnh nhân chưa? Nghe bệnh nhân chưa? Nghe tim chưa? Chúng ta có nhất trí với cái phần này không ạ? Vâng, phần này bệnh nhân này tôi cũng đã khám bệnh nhân này rồi. Nào tiếp. Về hô hấp thì là một cân đối dẫn nhịp thở. Lúc vào viện thì bệnh nhân có được khám và ghi là hội chứng ba dạng hai bên đáy phổi. Hôm nay khám lại thì chỉ thấy có đang ở rải rác hai bên đáy phổi, có rì rào đến năng giảm ở phổi giảm nhẹ ở phổi bên phải thì nhóm bên trái ạ. Và bệnh nhân không có rút nón mà mức hay có là một cộng đồng một ạ. Vâng. Tiếp. Tiếp theo về tiêu hóa thì bụng cho ăn tròn đều, không có tuần hoàn bằng hệ, không có cục mềm, không trướng, phản ứng thành bụng âm tính, phản ứng mạng âm tính. Gan thì gan lách không tròn đấy ạ, phản ứng gan tĩnh mạch có âm tính. Có lý đúng không? À, các cơ quan khác thì chưa hiện lý. Vâng, như vậy đấy là toàn bộ khám sàng như này. Có ai có ý kiến gì thêm không ạ? Bảo vệ tôi sẽ xem, các bạn sẽ đọc lại cái phần khám này. Xem cho chúng ta có bổ sung cái gì, tôi sẽ quay trở lại. Trở lại ngay. Xem. Bạn đủ chưa? Có bổ sung thêm. Cái phần phục vụ này. Khó thở khi năng sức từ 15, thuốc lá rượu bia không, bệnh lý mãn tính không,
đây thì chúng ta bệnh mãn tính nào, cổ xương cơ và tiền sử này, các cổ xương cơ ở đây tiền sử cần thiết ở đây. Nào hai cổ xương bì nào, tay nhanh chóng nào, lên cho đọc rồi, 5 phút để đọc cái này. Các cổ xương như gì ở cái chỗ này? Chúng ta vừa phân tích ở dưới đấy, bây giờ cổ xương nào và cổ xương gì? Bởi vì khi nguyên nhân khó thở vào, chúng ta nghĩ đến ngoài, chúng ta có thể nghĩ đến hội chứng tim, thì chúng ta phải loại trừ nguyên nhân khác mà cũng gây ra khó thở. Vậy thì chúng ta còn phải thêm cái hội chứng gì hay là cái vấn đề gì chúng ta tóm tắt ở đây nữa? Có đủ được. Tạm biệt bạn. Dấu hiệu siêu hấp thì nó sẽ nằm trong nhiều bệnh cảnh khác. Thì theo bạn, bệnh nhân có dấu hiệu siêu hấp không? Không. Rồi, chúng ta có thể đi thêm dấu hiệu siêu hấp vào đây. Chúng ta hội chứng là dấu hiệu thôi. Cái này là cái bổ sung thêm. Nào, các bổ sung cái gì ở đây nữa? Thầy nói bổ sung năng đặc với năng chính đa nghĩa. Vâng, hai cái này có gây ra khó thở không ạ? Có đúng không ạ? Như vậy tân linh đa không có. Bổ sung đa không có. Các bổ sung thêm không ạ? Hết rồi. Vâng. Bây giờ chúng ta chưa bỏ qua tất cả lần cận lâm sàng. Nào, khi một nhân khó thở như vậy vào viện với những triệu chứng ta đang thấy ở đây, chúng ta chẩn đoán sơ bộ là gì? Bệnh nhân này có biểu hiện của hội chứng tim trái trên lâm sàng, tim phải không có. Có hội chứng ba giảm ở hai bên, đa chân canh gaia không. Hội chứng ba giảm, có hội chứng lâm đặc không, hội chứng không. Có những trùng không? Nào, chẩn đoán, đưa ra chẩn đoán sơ bộ như này là gì? Chúng ta chưa nói gì đến cận lâm sàng. Chúng ta tiếp cận đến giai đoạn này, chẩn đoán là gì? Nào, nhanh chóng ạ. Ở cái giai đoạn tiếp cận bệnh nhân về mặt lâm sàng này, ta sẽ nghĩ đến chẩn đoán là gì? Mời bạn, bạn đưa chẩn đoán là gì ạ?
tràn dịch bùng phổi. Tức là theo bạn thì là suy tim nó dẫn đến là tràn dịch bùng phổi, đúng không ạ? Suy tim nó có còn dẫn đến hậu quả gì nữa không? Vậy thì cái tràn dịch thì nó là cái gì của suy tim? Nó là hậu quả suy tim hay nó là cái gì? Tức là biến chứng. Suy tim trái giai đoạn C MIHA 3. Nào, lưu ý nhất chúng ta chỉ có lâm sàng thôi nhé. Chúng ta chưa hề có cái gì khác nhé, chỉ có lâm sàng. Sao chưa đoán được gì ạ? Rồi, tôi đã thể ghi thì tôi nghĩ bạn đã. Cái gì ạ? Tim trái nhỉ? Suy tim trái. Kiểm chứng. Nhớ không? Hẹp van hay lá, hẹp van động mạch chủ. Cả hẹp van cả hở van hay lá đúng không ạ? Vâng. Hở van hay lá, hẹp van động mạch chủ. Xin mời ý kiến khác. Xin mời chẩn đoán khác. Ở bên đây bạn đang chẩn đoán có hai bệnh. Bệnh thứ nhất là suy tim trái MIHA 3 và hẹp, xin lỗi, hở hai lá hẹp chủ và có hội chứng và có tràn dịch màng phổi. Bạn chưa chẩn đoán là tràn dịch màng phổi do cái gì mà mình mới đưa ra hội chứng thế thôi. Xin mời các bạn khác. Xin mời các chẩn đoán khác ở như này. Có ai chẩn đoán khác không ạ? Alo. Ừ, có gì đấy? Đi vào biến chứng tràn dịch màng phổi. Tôi đang giảm cho I4 nên là chưa gặp tôi được. 11 giờ tôi chưa xong, ít nhất là phải 11 rưỡi. Nhé. Đồng ý với cái chẩn đoán như thế này. Nào xin mời bạn. Tức là vẫn hai bệnh này chỉ đều bạn đổi chéo vị trí với nhau thôi anh ạ. Vâng. Thế bạn như vậy, bạn ạ. Tức là theo bạn thì ở đây hậu tràn dịch màng phổi không cần phải chẩn đoán. Dạ vâng. Đúng không ạ? Nó là triệu chứng nằm trong suy tim trái cho em. Bạn cho rằng đây là cái triệu chứng suy tim trái cho nên bạn không cần phải đưa chẩn đoán thêm nó gì cả. Và bạn cho như vậy, đấy là ý kiến của bạn thứ hai. Thứ ba, thứ hai thì vì nó chỉ đổi chéo nhau thôi. Coi đưa chẩn đoán khác mà. Nào mời bạn. Em thấy em bổ sung là cái biến chứng thì em nghĩ tràn dịch màng phổi có thể là biến chứng của suy tim có thể thôi, thì em sẽ chẩn đoán theo dõi tràn dịch, theo bạn biến chứng tràn dịch màng phổi là sẽ làm rõ hơn là cái tràn dịch màng phổi là do suy tim, chỉ nghi ngờ do suy tim cũng có thể do nguyên nhân khác. Suy tim thì gây ra hậu quả thì biến chứng gì nữa không? Có thể tràn dịch màng khác. Suy tim nó là hậu quả cuối cùng các bệnh lý khác về tim mạch, nên liệu nó còn gây ra hậu quả gì nữa không? Vậy thì nó cũng tương tự vậy thôi, bạn chỉ cần đặt thêm cái câu là biến chứng thôi, đúng không ạ? Bạn muốn tìm mối liên quan như quả lên mà thôi. Rồi, bạn được rồi. Qua cái kia đi theo bạn. Nào, xin mời bạn thứ nhất nào. Điều lợi cho tôi với theo của nó như có chuyên trạng. Điều lợi cho tôi với theo của nó như có chuyên trạng. Trên lâm sàng thì khám bệnh nhân có một chứng suy tim trái, là có khó thở khi ăn sức, và có các cái khó thở liên quan tới cơ, nên có ho khan. Vâng. Khám thì thấy tiếng thổi âm thu 3/6 nghe ở tim và có lan ra đường mạch
trước. Vâng. Ngoài ra thì có cả những khối u xu ở nghe rõ ổ van động mạch chủ. Vậy như vậy các bạn rằng cứ CT bốn nó phải có từ cái tổn thương ổ van hay lá vào vận động chủ đúng không? Thì đây là một là dấu hiệu của CT trái đúng không ạ? Đúng không ạ? Bạn đang lập luận cho tôi là CT trái mà. Nếu vậy thì ta nên để là nguyên nhân, chúng ta nên được gọi là chữ kim CT nhỉ? Vâng. Nào, bạn có ý kiến gì để được gọi là kim trái không ạ? Vì sao bạn không thể được gọi là nguyên kim thành phố? Em thấy khám lâm sàng bệnh nhân không có các triệu chứng của chứng suy tim phải. Vâng, vì sao bạn thì lâm sàng không suy tim phải thì bạn chỉ nghĩ kim trái thôi. Vâng, như vậy đấy là gì nhất? Nào, đi theo ba, sao như vậy? Em thấy là đi theo ba thì bệnh nhân có cái triệu chứng của thở này nó có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt bình thường bệnh nhân nghỉ ngơi cũng bắt đầu cảm thấy vài buổi khó thở. Vâng, nhưng mà cái mức độ khó thở này nó là như vậy. Nào, chẩn đoán vì sao mà cho được bệnh nhân này là do thở hai lá thì xin lỗi một tí. Có gì từ đây. Bằng lâm sàng nhé, rằng cái hở van hai lá này là nguyên nhân của suy tim không hay là nó một cái dấu đi kèm với lại suy tim tim trái? Theo lý thuyết chúng ta biết là khi mà tim trái nó có thể gây ra giãn van đúng nhỉ, giãn mỏng van và giãn thất trái. Vậy thì vậy chỉ dựa vào lâm sàng này mình có khẳng định chắc chắn 100% được không? Đã khẳng định được chưa? Em nghĩ là rồi. Vì sao ạ? Chứ nghĩ là vì tiền sử bệnh nhân đã phát hiện 20 năm nay và chưa trị và xử trí gì, nên là từ cái hẹp hở van đấy nó sẽ gây ra. Vâng, như vậy bạn vì cái đấy nó có từ trước rồi thì bạn nghĩ rằng nó là nguyên nhân thôi, chứ cái hở hay lá này không phải cái dấu hiệu của suy tim. Bạn cho như vậy. Vâng, bạn chẩn đoán cái tràn dịch màng phổi. Em thấy tràn dịch màng phổi vì bệnh nhân có cơ năng, bệnh nhân có khó thở và khám lâm sàng thì bệnh nhân có hội chứng ban mạng hai bên đáy phổi. Vâng, một ý kiến khác cho rằng là cái tràn dịch màng phổi này chỉ là một cái triệu chứng nằm trong suy tim trái, ý của bạn như thế nào? Em thấy là em có hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân có mệt mỏi, có gầy sút cân 4 cân trong vòng 20 ngày và nên là em đang nghĩ là có chưa là tìm được bệnh nhân lao phổi. Thế thì vậy thì bạn phải chẩn đoán thật là rõ ra chúng ta thành là khi mà tràn dịch màng phổi nghi nó lao chẳng hạn. Nhưng mà nó cũng không tràn dịch màng phổi cũng không phải là mỗi do lao, nên là em muốn giải thế xong tí nữa rồi xuất các xét nghiệm để mình tìm nguyên nhân của tràn dịch màng phổi. Đấy là lý do của bạn. Xin mời bạn thứ hai. Và thứ hai là bạn bỏ cái tràn dịch ra đúng không ạ? Thì màng phổi nằm trong cái bối cảnh. Phần độc lập suy tim trái bạn có đồng ý ý kiến của bạn không ạ? Tại là phần độc lập suy tim trái của bạn thì em bổ sung thêm là ở bệnh nhân có gian lận thì ở hiện tại và có hội chứng ban mạng phần khám toàn diện ạ. Vâng. Thì bạn cho rằng đấy là những dấu hiệu thêm của tim trái. Thứ ba. Thứ ba đồng ý với bạn ạ. Vâng, nguyên nhân do hở van hai lá là em đang ở chùa. Nguyên nhân do hở van hai lá thì em đồng ý với bạn và bổ sung thêm là tiền sử chưa từng phát hiện các bệnh về tim thần kinh hay là bệnh mạch vành hay là các bệnh khác. Tức là những bệnh lý khác của lý do suy tim mà cho rằng như vậy, vì bạn nghĩ rằng vì thế nên bạn cho rằng đây là nguyên nhân. Ý kiến thứ hai, bạn Huy đúng không ạ? Vâng, bạn Huy thì bạn chỉ đổi ngược lên, tức là ý của bạn thì giống như bạn đầu tiên, bạn không đồng ý với ý kiến thứ hai là cái tràn dịch màng phổi này một cái triệu chứng của suy tim trái. Bạn có bổ sung thêm gì phần lập luận không ngoài cái lập luận của bạn Hà? Không, nhưng mà chỉ có điều mà muốn đổi lên trên thì bạn cho rằng khó thở là của chứng ban giảm, của chân màng phổi đi ạ. Thế rồi, cứ có ai một người còn ai nó không nhỉ, hết rồi đúng không ạ? Nào vậy thì đây thì chúng ta đưa ra có ý kiến cho rằng là cái suy tim này nó là một cái thì nó có cả một chứng ban giảm, còn có người thì nó cho rằng có thể một nguyên nhân khác. Vậy thì rõ ràng với những cái mà lâm sàng chúng ta chưa thể giải quyết được đúng không ạ? Chúng ta chưa thể giải quyết được đâu là cái chuẩn đoán cuối cùng. Và vì vậy thì chắc chắn bệnh nhân này chúng ta cần phải làm thêm gì ạ? Các thăm dò cận lâm sàng. Nào, xin mời các bạn đề xuất cận lâm sàng như thế này. Chúng ta sẽ làm cái gì?
Là chúng ta chờ đợi cái gì ở cái thông tin đấy. Xin mời các bạn, nào bạn nào có thể cho ý kiến. Mời bạn, bạn sẽ làm cái gì và chờ đợi cái gì? Bạn làm cái gì về cái gì ạ? Hãy về cái gì ạ? Còn khám cốt đồng, còn khám toan cái gì ạ? Để xem có cái gì không ạ? Đúng không ạ? Và tiếp. Tức là bạn lấy cái gì để làm xét nghiệm này? Đầm nhân ho khát. Bạn sẽ nhận được gì? Bạn chờ đợi, bạn chỉ làm mức này thôi đúng không ạ? Xin mời bạn khác. Bạn nói kia đi thêm ạ. Cho cái quang phổ điểm đi nhé ạ. Bạn chờ đợi gì đấy ạ? Bạn đánh giá bóng tim. Để làm gì bóng tim để làm gì ạ? Vẫn để làm gì ạ? Ừ, nhưng để làm gì ạ? Suy tính cho bạn. Bây giờ có suy tim hay rồi. Vậy bạn để làm gì ạ? Lâm sàng bạn đã chẩn đoán suy tim rồi. Vậy vì cái bóng tim to để làm gì ạ? À, đến đi ạ. Một cái điểm gì ạ? Liên quan tim tim ở đây bạn ấy, về mặt lâm sàng thì các bạn đã chẩn đoán là chắc chắn là gì trên trái rồi, cũng chẳng theo dõi, đúng không ạ? Vậy thì bạn xem bóng tim to để làm gì? Không phải có mục đích của chúng ta không đâu, chứ không thể làm cái tốn tiền nhỉ? Xác định nguyên nhân chẩn định, liệu trên liên quan có xác định nguyên nhân chẩn định không? Khó. Như vậy là bạn mục đích của đây cái quang phổi chủ yếu là để tim phổi, chủ yếu là xem phổi là chính cái gì ạ? Thì bạn không trả lời với câu hỏi là đối với tim thì để tim á. Bạn khác thì ý kiến là bạn làm gì nữa? Vâng, làm siêu lúc lên tim để đi ạ. Chức năng chất bệnh nhân có cần thiết không ạ? Khi chẩn đoán suy tim trái thì có cần không ạ? Có cần không ạ? Có, cần để gì ạ? Đánh giá mức độ của suy tim như thế nào dựa vào chức năng của thất, đúng không ạ? Thất, thất gì ạ? Thất trái rồi, nhưng bạn chỉ trông đợi chức năng thất trái là chính, bạn cũng làm gì nữa không ạ? Bạn làm gì đúng không ạ? Bạn xem cái gì để làm gì ạ? Vâng, bạn còn làm gì đúng không ạ? Vâng, thôi mời bạn ngồi xuống để cho người khác trả lời. Và mỗi bạn một chuyện một câu ý kiến. Nào xin mời người khác. Có ai có đề xuất cái gì không? Họ nếu như đồng ý đề xuất các bạn ở trên thì các bạn có mong chờ cái gì nữa không? Vâng, mời bạn. Tức là những cái này bạn chỉ chờ đợi là tim phổi, phổi dương thì không. Đây là chỉ đánh giá thức trái thôi đúng không ạ? Và thêm những cái đồ đúng không ạ? Điện tốc độ chờ đợi gì điện tốc độ? Có tăng đánh tim hay không? Vâng, đúng không ạ? Tần số tim mà đến khi tim mà sao phải chờ đợi điện tốc độ? Với bạn nhìn. Vâng. Còn gì đúng không ạ? Vâng, mọi người xuống. Bạn sẽ tiếp tục nghĩ nào, xin mời người khác. Có ai có đồng ý với những đề xuất này mà để làm chờ gì không? Chúng ta phải trong đầu ta nghĩ ta làm cái để làm gì. Giống như sau này, đấy là cái kỹ năng để gì ạ? Đối phó không nên khác mà chúng ta sẽ giải thích, giải trình mọi hiểu. Anh làm hay để làm gì? Nếu đồng ý người ta trả tiền, không đồng ý không trả tiền. Theo bọn Huy. Nào, bạn nghĩ là trả tiền vào phổi, bạn nghĩ là viêm. Thế nên là bạn sẽ phải làm thêm công thức máu, đúng không? Đánh giá thêm máu và đánh giá công thức bạch cầu. Rồi, muốn tiếp.
đi vào máu ngoại vi xong. Còn gì nữa không ạ? Trong những cái xét nghiệm trên của các bạn làm, bạn có mong chờ đợi cái kết quả đấy không ạ? Nếu có bao trần dịch thì mình sẽ lấy dịch ra để xét nghiệm. Rồi, gì nữa không ạ? Vậy mục đích của bạn bất yếu là cái phổi và cái dịch. Còn gì nữa không ạ? Vâng, ngồi xuống. Thêm một người khác. Vâng, xin mời bạn. Vâng. Để làm tiếp. Mức độ tổn thương van, độ mặc dù chưa lâm sàng chúng ta đã có thể đánh giá được là có, nhưng mức độ thì rõ ràng chúng ta thấy gì ạ? Chưa đánh giá được, và đây chúng ta sẽ đánh giá mức độ tổn thương van. Và đi đúng không? Vâng, như vậy các bạn vẫn để chủ yếu các bạn tập trung vào cái phổi nhiều hơn. Cái tim thì có vai trò gì không? Tắc xe ở trên cái mít quang phổi. Trên Doppler. Để làm gì ạ? À, như vậy bạn sẽ đánh giá luôn cả trên tiếp phản, biết đâu như thế thì lại để bạn phải đổi chẩn đoán. Nào, tiếp theo gì nữa? Nào, xin mời ý kiến khác. Mời bạn. Trên phim thì con tim cổ thì em muốn đánh giá cái chỉ số tim đập và bóng tim. Đây làm gì? Để xem là thất thải của bệnh nhân có dày có giãn hay không. Nhưng để làm gì? Để đánh giá mức độ suy tim. Liệu trên phim X quang có đánh giá mức độ suy tim không? Không, vậy để làm gì ạ? Để tìm nguyên nhân. Liệu X-quang có tìm nguyên nhân không? Vậy để làm gì? Đúng rồi, bóng tim to hay không chữa tim ngực như thế nào, nhưng mà những cái đấy để làm gì? Muốn để làm gì? Để làm gì ạ? Để khẳng định chẩn đoán. Bởi chúng ta thấy cả trong những tiêu chí để chẩn đoán suy tim nó có bao gồm cả cái gì? Lâm sàng và cận lâm sàng, vậy chúng ta không thể bỏ qua được, chúng ta vẫn cần, mặc dù là trên lâm sàng rõ rồi nhưng chúng ta vẫn giúp ta góp phần để khẳng định chẩn đoán. Nếu mà không là giải trình tương bảo hiểm mà không chặt thêm như các bạn xuống thì đấy là những cái mà chúng ta thấy ở như này. Nào giờ xem đi qua, không phải đây phim quang đây, chúng ta sẽ xem phim quang là cái đơn giản nhất mà các bạn đang mong chờ kết quả. Có gì bạn sắp ngủ gần đến nơi đấy ạ? Chúng ta chửi đâu. Ngày trước là toàn mải tán tỉnh mấy em đi ba, bây giờ nó như nào với quang đây. Chúng ta thấy cái gì đây ạ? Thứ nhất, nếu hình ảnh của tử thương lao tặng hang có không ạ? Không, đúng không? Nhìn tôi sẽ không nói về tiêu chuẩn chẩn đoán, tiêu chuẩn đọc phim nữa thì các bạn đã được học về chẩn đoán hình ảnh rồi. Nhưng này thì hơi gì ạ? Cái này thì hơi cứng, bởi vì ta thấy là chúng ta nhìn thấy cả tất cả cuộc sống này, thông thường cái phim mà đạt chuẩn thì sao, chúng ta chỉ nhìn được khoảng 3 đến 5 cái đốt sống cổ mà thôi, đúng không ạ? Vừa hai xương mở vai một cách ra, chúng ta thì nhìn thấy xương mở vai vẫn lấn vào nhu mô. Như thế thì đấy là cái chúng ta lưu ý, còn đây chúng ta lấy hết được phê và một cái trường ngồi từ đỉnh phổi cho đến đáy phổi rồi. Trên phim quang chúng ta mới nói là đỉnh và đáy, còn trên sàn ta không nói được. Phim quang ta nhìn thấy đâu, đây là đỉnh này, đây là đáy này, đây là rốn này. Thế nhưng mà trên lồng ngực ta không nói được điều đấy, chúng ta chỉ nói được vùng cao vùng thấp mà thôi, vùng niêm mạc vùng sống hay là vùng hỗ trợ đòn vân. Chúng ta nhìn theo đây thì thấy cái gì ạ? Thứ nhất ta không thấy hình ảnh của tử thương hang lao. Như các bạn nhìn thấy cái vòng hoành bình thường nó phải sao ạ? Nó phải nhọn thì ta nhìn thấy vòng hoành hai bên sao ạ? Tù chứng tỏ là đây là có thì ạ, có dịch và làm cho nó bị cong như thế. Mức độ thì không nhiều, bóng phim qua đã đọc rồi đã tính chỉ số tim ngực chưa? Và bao nhiêu tính chưa? Bạn này, bạn nằm ngá. Cái này chúng ta thấy là nó hơi nhà, nhưng chúng ta thấy nhìn thấy bóng tim nó xuống đây này. Bóng đây ạ. À? Đây. Vẫn có thể tính cái chỉ số tim ngực của nhân này chứ? Thế này, từ đây này. Cộng với đây này, rồi chia đây này. Nào, tính đi. Và
Vậy con phổi lên tay nhìn thấy hình ảnh cừu. Hai con sườn hoàn. Và chỉ dẫn tích ngực. Có bao nhiêu phần trăm? Tí bản thiết tinh. Nào bây giờ siêu tim. Bệnh nhân này, bệnh nhân đã được làm siêu nước đeo tim chưa? Làm rồi. Kết quả siêu nước đeo tim thì tôi không thấy ở trong này. Đây là bao nhiêu ạ? 51, cái này không phải. Lúc này ở phía dưới này gì ạ? Đây là 60 F là 7 ngang. Lưu ý các thông số này. Hẹp và hở nhiều văng hay lá. À hẹp nhé, em nói rồi thì hẹp và hở vừa văng chủ. Hẹp và hở nhiều văng hay lá. Hẹp nhẹ và nhiều văng hay lá. Thì đấy là các chỉ số. Lúc đây tìm như thế này. Nhiều đấy ạ. 62%. Lúc đây tìm thì bạn đã ghi ở kia rồi. Đây đây là 60. F là 72%. Cho B, cho B. F hở và F vừa chủ vừa. Hở hai lá vừa. Em nhận ra không đánh giá. Là nhiều. 5. Ra đi cái đồ rồi đó. Nhìn gì đấy ạ? Nào xem cái link của ngày 22 tháng 4 đấy, rất là rõ đấy. Nhìn sang, chụp gì đấy ạ? Bình thường có tăng ánh tim không ạ? Tăng ánh gì ạ? Đủ tiêu chuẩn không? SV1RV5. Vâng, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5 đã đủ rồi, cộng với 5 như vậy có tăng ánh thất tí. Thất trái, vâng, có tăng ánh thất trái. Coi phát hiện ra tiểu hình được không? Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy là cái văn, là cái ý trái này trong P là nó làm sao đấy? Nó có vẻ như gì ạ? À, nó không rõ ràng lắm, nhìn kỹ thì có vẻ nó hơi có khiếu một chút. Thế thôi được rồi, thì nó cũng cho nó ta bỏ qua. Rồi, xong. Nào, cận lâm sàng, các bạn chờ đợi ở đây là có dịch thì người ta đã chọc thuốc dịch ngay từ đầu rồi. Chúng ta thấy là cái dịch này là dịch gì đây ạ? Dịch văn ta dương tính, tuy nhiên protein là 23g. Protein hai lần chọc giò cũng chỉ 20g thôi. Nhiễm AFB bằng quang âm tính. Như vậy dịch này không phải dịch tiết, đúng không ạ? Bởi vì cái mặc dù là chúng ta dự tính nhưng mà cái protein thì cái lượng nó không nhiều. Kết quả xét nghiệm dịch màng phổi đây là gì đây ạ? AFB thì âm tính rồi này. Trong cái dịch màng phổi thì chúng ta thấy là cái số lượng bạch cầu là 200, không nhiều lắm. Tuy nhiên là cái bạch cầu lympho thì chiếm khá là cao, 90%. Bạch cầu trung tính thì 10% thôi. Bệnh nhân bảo khai với các bạn là giảm bao nhiêu cân ạ? 4 cân trong trong ngày bao nhiêu ạ? Trong 20 ngày. Nhưng mà cái này cũng là cái chi tiết chúng ta cần hết sức cẩn thận, bởi vì ở trong cái dịch màng phổi là chủ yếu là dịch gì ạ? Chủ yếu là dư vào lympho. Vậy thì chúng ta chưa chắc là lại trừ được, có thể một cái tràn dịch màng phổi này
nó là dịch gì ạ? Dịch viêm lao. Thì đấy là cái người ta phân tích về cái xét nghiệm dịch là như vậy. Công thức máu chúng ta chỉ thấy là gì ạ? Hemoglobin là 1.17, hồng cầu là 3.74, tức là nó có hơi gì ạ? Hơi giảm nhẹ, đúng không ạ? Thì đấy là toàn bộ những cái thông tin mà theo yêu cầu của các bạn ở đây thì chúng ta đã có công thức máu, hồng cầu là bao nhiêu ạ? 3.4 đúng không ạ? 3.74 và hemoglobin là bao nhiêu ạ? 1.12 đúng không ạ? Tổng lít là 1.34. Bạch cầu thì không cao, bạch cầu có 7.0 thôi. Các thành phần bạch cầu có vẻ như không thay đổi nhiều lắm, bạch cầu lipo không quá cao. Thì đấy là cái phần bạch cầu là như vậy. Nào, vậy thì đến lúc này thì các bạn sẽ chẩn đoán là gì đây ạ? À, bệnh nhân này có một cái điện tâm đồ lúc vào ngày hôm 20 nữa thì là cái gì ạ? Là dung nhĩ. Như vậy bệnh nhân này có cái điện tâm đồ 2 lần. Đúng không ạ? Lần 1 thì là tâm lý trái như sao, lần 2 là gì ạ? Lần 1 là dung nhĩ và lần 2 là gì ạ? Như sao? Nào, ai chẩn đoán đại bệnh nhân này? Có ai có bổ sung gì chẩn đoán hay không? Kêu tin ta có hết rồi. Nào, có ai có thay đổi chẩn đoán, có ai có chẩn đoán gì khác bệnh nhân này không nào? Nào, xin mời các bạn. Nào, nhanh nào. Quay đi quay lại, hôm trước thế hôm nay cũng thế, chỉ có một vài bạn không hiểu luôn, nhưng mà người khác thì chẳng có không hiểu gì cả. Nào, mời bạn bên cạnh của Di nào, làm gì? Bạn nữ ngồi bên cạnh của Di và chẩn đoán như thế nào như này. Như lúc sau như này là cái gì mà mình nghĩ là đau bằng phổi? Gì nữa không ạ? Còn gì nữa không ạ? Chỉ có thế thôi. Và bạn nghĩ rằng chỉ có thế thôi, bạn nghĩ rằng đây là đau đúng không ạ? Đến kia bạn như vậy, nào bạn đang bên cạnh. Tiếp theo, chẩn đoán là gì đây ạ? Có thay đổi gì không ạ? Không là không theo cái thứ nhất hay theo cái thứ hai. Thế lý do thì chẩn
hypo ở trong nên kéo gặp hút ra rất là căng. Nào ngồi xuống, nào xin mời các ý kiến khác nào. Xin mời ý kiến khác về chẩn đoán, qua có thay đổi chẩn đoán gì không? Ở đây các bạn đã chẩn đoán là một cái suy tim trái ép bảo tồn BA2 gây hẹp hở hai lá, hẹp trụ. Nào vậy cái chẩn đoán này nó bao quát hết tất cả những cái lâm sàng, các lâm sàng này chưa? Nào mời bạn A nào. Có đưa ra trở lại thì khác không? Có đưa trở lại thì khác không ạ? Có đưa trở lại thì khác không ạ? Mặc dù lý thuyết ta chưa học, nhưng ta phải biết rằng khi chẩn đoán cái tổ chức vang, người ta phải chẩn đoán mức độ. Ở đây thì không bạn nào đưa ra chẩn đoán mức độ cả, như vậy đấy là thiếu. Nào bạn đưa ra chúng tôi tại sao phải chẩn đoán là dạng C? Trên lâm sàng bệnh nhân đã có triệu chứng ung thư tim, khi tim và trên cận lâm sàng thì có phát hiện thấy tổn thương. Nào các gì ạ? Là có tăng gánh thất trái trên hệ lâm đồ, có lung nhĩ và cái quang tim phổi, vị trí số tim được tăng. Vâng, nhưng mà có tổn thương về cấu trúc của tim. Lại lên mặt cho rằng đây có bệnh tim tổn, tức là có cái tổn thương cấu trúc tim trên cận lâm sàng. Dù như bây giờ rằng người ta là nhìn sang đấy chứ. Ừ, nhưng bây giờ là nhìn sang rồi. Ừ, thế nhưng mà bây giờ là nhìn sang rồi. Người ta là dung nhĩ, bây giờ bảo ra dung nhĩ, người ta bảo tôi nhìn tim tôi đeo, tại sao tôi bảo tôi là dung nhĩ. Nhưng mà nó vẫn có, bây giờ không nhưng mà sao nó vẫn có nguy cơ này. Thế nhưng mà chẩn đoán thì người ta không đồng ý thì bạn. Nào, qua có kiến thêm ạ. Qua có kiến thêm khác ạ. Ai mà chẩn đấy là một cái dung nhĩ cơn. Vâng, bạn có đồng ý bạn thế đây chẩn đoán phim dạng C không ạ? Vâng, vâng, một xíu. Nào, chúng ta nhìn lại cái chẩn đoán này. Cái thứ nhất chẩn đoán phim tim trái đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán chưa ạ? Cái thứ nhất phim trái có cái gì ạ? Để chẩn đoán trái cái thứ nhất phải có cái gì ạ? Hôm trước thật lý thuyết nào rồi? Một là cái gì ạ? Nguyên nhân bệnh nhân có nguyên nhân không ạ? Có không? Cái thứ hai là cái gì ạ? Cổ trứng tim trái trên lâm sàng có không ạ? Có. Gì nữa? Trên lâm sàng có không ạ? Có. Như vậy đủ cả những yếu tố để ta chẩn đoán. Dạng C bạn nên lập luận các chúng ta đồng ý không ạ? Có. Cái thứ ba, cái tiếp theo là IA3 vừa rồi các bạn đã được rồi. Được về mặt nguyên nhân. Vậy cái nguyên nhân này thì là ra câu hỏi, tại sao bạn không nghĩ rằng cái hở van hai lá này chỉ là cái hậu quả, chỉ là một cái triệu chứng của tim trái mà không phải là, mà các bạn lại cho rằng đây là nguyên nhân? Ai bắt đầu được? Ai lập luận được điều này ạ? Nào mời Huy ạ. Vậy em nghĩ là bệnh nhân có phát hiện hở van từ 20 năm trước và lúc đấy mình chưa có triệu chứng. Nhớ may bệnh nhân nhớ sai thì sao? Nhưng may chỉ là tổn thương van động mạch chủ thì sao? Vậy trong trường này có cái gì để mình khẳng định rằng cái hở hai lá này là nguyên nhân mà nó không phải là một cái đặc điểm, một cái dấu hiệu của suy tim trái không? Mình phải dựa vào cái gì? Mình dựa vào cái gì? Em nghĩ là mức độ tổn thương cơ thể của thất trái. Thất trái 50-60. Nhưng mà thế
mi là làm thế nào biết là tổn thương van? Là cái gì? À như vậy cái siêu tim ở đây chúng ta phải yêu cầu thêm cả yêu cầu xem tình trạng van thế nào. Thì mới trả lời câu hỏi này, cái hở van đai lá này nó là nguyên nhân hay nó là một cái triệu biểu hiện của tim trái nhá. Nhưng mà rõ ràng cái siêu này thì không có, trong tay tôi không có, mà bạn đọc lên bạn cũng xem là cái van như thế nào. Nhưng có một cái chúng ta có thể nghĩ rằng nó là nguyên nhân là vì có gì ạ? Cái hở này kèm theo có gì ạ? Cái hẹp nhẹ như kìa, tức là có tổn thương tại chỗ của van chứ không chỉ có hở không. Thì đấy là cái ta lập luận rằng cái hở và hẹp van đai lá này, cái hở van đai lá này nó là cái bệnh lý tại van gây ra. Được chưa? Nhớ. Thế còn hở van nội chủ và hẹp van nội chủ. Ở đây thì có hở van nhưng bạn không bạn nào chẩn đoán hở van, mặc dù trên lâm sàng không nghe thấy, nhưng mà trên thì ạ, siêu tim người ta có hở và hẹp vừa van nội chủ, tại sao ta không chẩn đoán? Thế đấy là cái chẩn đoán thiếu của ta. Còn một điểm nữa, cái dung nhĩ này chúng ta không chẩn đoán dung nhĩ không được, ta phải chẩn đoán nó cái dung nhĩ gì ạ? Dung nhĩ cơ, từng mức một. Thì đấy là cái chẩn đoán như thế này. Như vậy chúng ta nên chẩn đoán rõ ràng hơn là cái gì ạ? Siêu tim trái đi đạn Cevia 3 do hẹp nhẹ cộng hở nhiều van hai lá này hẹp hở chủ vừa, tất cả đều hai cái đúng như cơn và một cái gì ạ? Tràn dịch màng phổi nghi do lao. Đấy là cái chuẩn đoán bệnh nhân này, mới đầy đủ được hết tất cả, bao quát hết tất cả những thứ đang có. Được chưa? Nào, vậy với chẩn đoán này chúng ta sẽ xác định các nội dung cần điều trị là những gì? Nào, xin mời bạn nữ ở góc bên kia. Bạn ấy ạ. Nào, cần điều trị những vấn đề gì như thế này? Nhìn chẩn đoán này điều trị những vấn đề gì? Điều trị suy tim như vậy, cái khó thở của suy tim. Một. Điều trị cái gì nữa? Vâng, cái này sẽ điều trị tràn dịch màng phổi như thế nào? Điều trị cái gì nữa? Chẩn đoán gì mà điều trị đấy? Một nguyên tắc rất đơn giản, không phải nghĩ gì cái gì cả, chỉ đọc nào nó ra. Hôm trước nào học cái cách này rồi. Điều trị tổn thương van cái gốc này, nguyên nhân này phải điều trị gì nữa? Tập trung vào nhá, chứ không phải cứ ngồi đấy mà nghĩ tinh tinh gì đâu. Còn cái gì nữa? Còn cái gì chưa chẩn đoán, chưa điều trị là phải điều trị. Còn cái gì nữa? Vâng ạ, dung nhĩ cơn. Tập trung nó vào đây nhá, đầu óc tập ý nó đấy. Một bạn ngồi xuống. Như vậy chúng ta có 4 vấn đề bệnh nhân này cần phải chẩn đoán, à cần phải điều trị. Chẩn đoán các rồi phải điều trị. Mà nhìn đây chúng ta thấy là gì ạ? Điều trị suy tim, điều trị nguyên nhân của suy tim, điều trị các bệnh kèm theo. Đấy, nó thực hiện đúng nguyên tắc là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung chính vào ngày hôm nay, đấy là điều trị suy tim thôi. Nào, nguyên tắc thì chúng ta biết rồi. Điều trị suy tim làm sao ạ? Chúng ta sẽ làm cho tim, sẽ làm giảm đi ạ, giảm những cái gánh nặng cho tim. Để tăng cái khả năng hoạt động của tim, đấy là cái mà nguyên tắc cơ bản nhất. Vậy bệnh nhân này đang làm những cái gì? Điều trị suy tim bệnh nhân đang làm những cái gì? Với điều trị suy tim thì cái đầu tiên ta phải làm đó là điều trị, chúng ta phải sử dụng cái gì? Không dùng thuốc, bằng chế độ sinh hoạt. Vậy bệnh nhân này ta sẽ làm những cái gì nào? Ai có thể đứng lên nói nhanh ạ? Điều dễ rồi. Nào nhanh nào, ngồi thôi.
nào chúng ta sẽ không dùng thuốc, chúng ta sẽ làm những động tác gì nào, nhanh nào. Nào mời bạn. Bước đầu tiên em sẽ 6 phút mất đi mà ngồi đấy cho dễ thở hơn. Thứ hai là hướng dẫn bệnh nhân nghỉ ngơi một tí và bắt đầu tập vận động một tí ạ. Nào cụ thể thế nào nào? Nghỉ ngơi thế nào và vận động thế nào? Cụ thể như này, nó cụ thể. Chứ không thể hợp lý luôn nhỉ? Cháu thế nào bây giờ? Những ngày nặng thì em cứ cho bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường. Nghỉ ngơi tại giường là nằm một chỗ, ăn uống vệ sinh tại giường đúng không? Vâng, như vậy bạn cho rằng nghỉ ngơi tại giường đúng không? Con cái đến phục vụ đúng không ạ? Không có được làm gì cả. Tiếp theo thì là sau khi mà bạn đã bắt đầu không, chúng ta cũng còn lý thuyết hóa. Bệnh nhân chúng ta ngày hôm nay bảo như làm gì? Ngày hôm nay, thì em cho bệnh nhân bắt đầu luyện tập xoa bóp này, làm một số động tác chủ động và bắt đầu tự làm gì cá nhân. Thế thì ở đây không còn có nghỉ tại giường nữa. Cá nhân tự cho cá nhân. Tự bề bát, tự bát mà ăn, tự đánh răng, tự rửa mặt, tự vệ sinh, không phải ai cũng được. Nào làm gì nhá? Chế độ ăn thì ăn nhạt tương đối. Vâng, vì sao bên này chỉ là nhạt tương đối thôi? Thì được không? Tình trạng ưu dịch các bạn không nhiều. Chế ăn thật còn tốt, còn gì nữa? Mà lý do gì nữa để bạn cho rằng bệnh nhân chỉ là nhạt tương đối? Còn gì nữa không? Huyết áp này có cao không? Huyết áp này không cao. Chúng ta phải thêm cả huyết áp nữa. Huyết áp bệnh nhân bao nhiêu? Huyết áp bệnh nhân 170 ạ. Vâng, như vậy không cao. Đấy là lý do bạn nhạt tương đối. Bạn còn làm gì với chế độ ăn cho bệnh nhân, chế độ sinh hoạt bệnh nhân hay không? Ngoài ra thì bệnh nhân hạn chế đưa nước có thể ạ. Nào, cho uống bao nhiêu? Khoảng 1 lít ạ. Nào, mà cho uống 1 lít. Nhưng mà không nên chặn 1 lít thôi đúng không ạ? Nào, tính toán sao để làm 1 lít. Một lít này gồm cả nước uống ạ. Cả ăn cả uống. Nghĩ sao một lít mà không phải 900, không phải 1.100. Nước này là... Bạn dựa vào cái gì? À, nước tiểu bệnh nhân, bệnh nhân đái một ngày được bao nhiêu ạ? Hôm nay thì bao nhiêu ạ? Cũng 1 lít. Thành ra bạn cho rằng bệnh nhân này không nên uống được quá cái lượng nước tiểu đấy ra. Đúng không ạ? Vâng. Tiến 2 và cho bệnh nhân uống 1 lít, tức là dưới cái mức bệnh nhân đái ra, tức là bạn đang cần cái bi lăng âm, tức là vào ít hơn ra anh chị ạ. Vâng, thế đấy là bạn dựa nước tiểu. Ngoài ra muốn để chi tiết hơn, chúng ta nên tính bi lăng vào có cái gì và ra có gì để chi tiết hơn. Ví dụ vào nó có cái gì ạ? Ăn này, uống này, tiêm truyền này, rồi là chuyển hóa cơ thể này. Còn ra là cái gì ạ? Mồ hôi, hơi thở, ỉa đái, đúng không ạ? Đại tiện tiểu tiện, nôn, nếu có. Thế đấy là chúng ta phải tính một cách cụ thể hơn. Bạn còn làm cái gì cho nhân nữa không? À, như bạn vừa nói là cặp tình bằng phổi đúng không ạ? Rồi, bạn còn làm gì đúng không ạ? Hết rồi, bạn ngồi xuống. Nào bây giờ ta đấy là cái mà ý kiến bạn, các bạn là bổ sung về chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi đúng không ạ? Các bổ sung đúng không ạ? Nào một bạn nữ ở bàn thứ hai từ dưới lên. Bạn góc đấy. Bạn bổ sung gì cái chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi đúng không? Ngày hôm nay bệnh nhân khó thở thế nào ạ? Ngày hôm nay bệnh nhân đỡ khó thở, chỉ có khó khi mà bệnh nhân mạnh như ngồi, bệnh nhân ngồi nhưng mà bệnh nhân khó thở ngồi. Vâng, như vậy cũng không cần để đến thở oxy nữa. Nào ngồi xuống. Nào bây giờ, sang cái gì ạ? Cái đơn. Nào bây giờ mục đen bệnh nhân suy tim, đoạn C. Nào chúng ta sẽ dùng cái thuốc gì? Giai đoạn C người ta nói một cách chung nhất, giả thứ nhất là gì ạ? Sử dụng tất cả các biện pháp điều trị của giai đoạn A cộng B và các thuốc ở giai đoạn C. Là bệnh nhân này ở giai đoạn A mà cái gì cần phải điều chỉnh? Hút thuốc lá, uống rượu, bia gì không ạ? Uống ma túy cái gì khác không ạ? Không có, như vậy thì có nguy cơ với tim bệnh nhân này là không. Giai đoạn B sẽ có những cái gì để điều trị giai đoạn B ạ? À, cân nhắc của cái chương chuyển gì nữa? Hả?
beta. Hoặc chạy thực thể thì không nói rồi, tí nữa chạy beta cao cảm nếu từng được, tí nữa không ạ? Đến dạng B, dạng C làm gì ạ? À, cân nhắc từng bệ tiểu nếu cần thiết, đúng không ạ? Kháng nốt xe lôn, đúng không ạ? Iva body nếu mà chạy beta cao cảm không dùng được, hoặc là tóm lại hoặc là vượt thêm. Và phải giải quyết tính nguyên lý, nguyên nhân. Nào vậy thì nguyên nhân thì đây ta nói đến mục tiêu thứ hai. Cái mục tiêu thứ nhất bây giờ ta dùng cái gì nào? Cái nhân này có cần phải dùng tiểu không? Ơ chứ chuyển có dùng không? Cần phải dùng không? Có dùng được không? Bây giờ tự lý luận tôi sẽ không nói nữa vì hồi trước ta lý luận về dùng thuốc loại tiểu rồi, à giúp chứ chuyển rồi. Nào vậy thì cho dùng cái gì nào? À ơ chứ chuyển dùng cái gì ạ? À, lisinoprin, hai cái thuốc hai chân dùng trên trường là lisinoprin và penoprin, ngoài ra một số khác nữa. Tuy nhiên là gì ạ? Cái penoprin thì nó ít bằng chứng trên bệnh nhân suy tim, ít nghiên cứu nói rằng nó đem lại ít cho bệnh nhân suy tim. Trong khi đó lisinoprin thì nó nhiều bằng chứng hơn. Thành ra là chúng ta nếu để điều trị chúng ta nên lựa chọn cái lisinoprin. Nào, lisinoprin lên 10mg chúng ta dùng mấy viên một ngày ạ? Đối với suy tim ta bắt đầu liều thấp, đúng không ạ? Là cũng 10mg khởi đầu, sau đó tăng liều lên tối đa là 20mg một ngày. Đấy, ta bắt đầu liều gì? Một viên một ngày. Vì sao ta có thể dùng được liều này? Thì các bệnh nhân là bao nhiêu ạ? 270 không quá thấp. Chứ nếu mà nó thấp thì ta phải điện dùng liều thấp nữa. Cái thứ hai, nào lợi tiểu. Để dùng lợi tiểu gì đây? Có cần dùng lợi tiểu quay không? Chúng ta dùng lợi tiểu quay khi nào ạ? Khi có tình trạng ứ dịch nhiều, đúng không ạ? Khó thở nhiều. Và bệnh nhân hiện tại là như thế nào ạ? Còn khó thở không ạ? Đỡ nhưng có còn không ạ? Còn. Phổi có còn tình trạng ứ dịch không ạ? Còn. Da đập phía trên, phía dưới vẫn còn gì ạ? Hồi chứng ba giảm như vậy rất là dính. Tuy nhiên cái tình này có thể là do cái tim, có thể là do cái trạng phổi ta con ta nói sau. Vậy bệnh nhân này chúng ta tôi nghĩ rằng bệnh nhân vẫn nên gì ạ? Là tiểu quay. Có điều ta dùng điểm thấp. Vậy là cái gì con cái gì? Uro, Semit, 40mg. Chúng ta có thể dùng tặng một viên này. Và cái quan trọng là điều chỉnh cái lượng nước tiểu này để căn cứ vào lượng nước tiểu ạ. Nước tiểu này bệnh nhân này một ngày ta cần bệnh nhân tái khoảng bao nhiêu? Thì nó sẽ đỡ được tình trạng khó thở này. Khoảng 1 lít rưỡi, đúng không ạ? Chúng ta 2 lít rưỡi. Vậy thì ta sẽ cân nhắc để làm sao một ngày ta tái được như thế. Nếu mà như này không đủ, ta nên 2 lít. Được chưa ạ? Nào thứ ba ta nghĩ đến là cái gì đấy ạ? Kháng nốt xe lôn. Có cho dùng không ạ? Cái này chúng ta sẽ tùy. Bởi vì cái thuốc đấy là thuốc cũng gì ạ? Tác động hệ ARA mà trong khi chúng ta có cái thuốc trên là tác động hệ ARA rồi. Thì chúng ta sẽ nếu như bệnh nhân còn khó thở nhiều và cần lượng tiểu nhiều chúng ta phải có thêm một lượng không gì thôi. Nhá, đấy thì chúng ta. Nào thuốc tiếp theo, chạy đi ạ. Beta cao cảm có dùng được cho bệnh nhân này không? Có dùng được không? Có chống chỉ định gì không? Bệnh nhân này có đang chống chỉ định không ạ? Không. Có ý kiến khác không? Chống chỉ định của cho beta cao cảm là cái gì ạ? Tuyệt đối là cái gì ạ? À, em có cảm nhận được có không ạ? Không, nhịp gì nữa ạ? Nhịp chậm, nhưng có nhịp chậm không ạ? Không, thậm chí tâm nhiên có lúc còn không nhịp nữa. Vậy có dùng được không ạ? Lưu ý cái gì ạ? Đang có tình trạng ưu huyết mặc dù không nhiều. Và vì vậy nên khi sử dụng cái này phải hết sức thận trọng. Cẩn thận không nó lại bùng phát cái tim lên. Thế nên nếu mà thận trọng hơn thì ta nên để từ từ cho nó ổn ngạt đã. Nhá. Thế đấy là gì ạ? Đấy là suy tim bệnh nhân này. À đấy là điều trị cái suy tim bệnh nhân này. Vậy bệnh nhân này thì ta cũng chỉ cần một cái lợi tiểu cũng chưa chuyển trong giai đoạn này đủ. Và cân nhắc cùng tình trạng beta cao cảm với lượng thấp. Được chưa? Thì đấy là cái hai cái thuốc điều trị căn bản cho suy tim bệnh nhân này. Hiện nay thì bệnh nhân này người ta cũng đang được dùng như vậy, người ta đang được dùng một cái lợi tiểu quai và lợi tiểu kháng nốt xê lôn. Thì người ta cũng dùng cái chế men chuyển. Bởi vì cái huyết áp thì có vẻ như mấy ngày nay huyết áp bệnh nhân rất là thấp, chỉ có 90 đến 100 thôi. Và vì vậy nên chúng ta cân nhắc trên bệnh nhân cụ thể. Cái này có thể huyết áp không vào nhưng nay huyết áp người ta 90-100 thì cái liều này chúng ta cần phải điều giảm bớt đi, giảm bớt đi. Thì đấy bệnh nhân này điều trị cái suy phổi, cái suy tim. Thế còn cái
này chúng ta sẽ nói đến ở bài theo hỏi lá sau, được chưa? Điều trị ung thư thứ ba, trong đấy chúng ta sẽ nói sau là chúng ta kiểu phát nghiệp rồi chúng ta sẽ tấn công thì tất cả những này để đi vào theo hỏi lá, ta sẽ nói đến sau nhé. Còn bên này chúng ta sẽ rót chúng ta tìm kiếm nguyên nhân, thì đấy là cái điều trị chính của nguyên nhân là như vậy. Vậy sau bao nhiêu ngày điều trị rồi? Mấy ngày ạ? Bệnh nhân này vào viện từ hôm nào? Từ 20, hôm nay là bao nhiêu ạ? 25, 65 ngày, bệnh nhân này đã đi lại được rồi. Vậy cái tiến triển bệnh nhân này có tốt không ạ? Vâng, có vẻ như đang điều trị là tốt, đúng không ạ? Còn lâu dần chúng ta thấy là gì ạ? Nếu không giải quyết được nguyên nhân thì tình trạng suy tim sẽ nặng nề hơn, chưa kể những bệnh tiếp theo. Vậy tóm lại ở nội dung của bài hôm nay thì các bạn cần phải nắm chắc được các cái triệu chứng của suy tim. Cho nó có suy tim trái, suy tim phải, suy tim toàn bộ. Chúng ta sẽ phải đưa được về các hội chứng để đưa vào tiêu chuẩn để lập được chẩn đoán. Và từ những chẩn đoán đó chúng ta đưa ra các biện pháp điều trị và tiên lượng, thì đấy là toàn bộ nội dung của bài hôm nay. Có ai có hỏi?